Sau cả một ngày dài hôm nay thì mình lại đến với một cái gọi là một cái mini game để thử cái độ hiểu ý nhau tiếp. Đây, trong cuốn sách ghi đây, cột mốc 7, mức độ hiểu ý, hãy bốc thăm trả lời những câu hỏi chương trình đặt ra liên quan đến việc kết hôn. Một thôi. Lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Đây, rồi, trong ly này có rất là nhiều câu. Ok, em bóc trước nha. Ừ. Nếu vợ chồng cãi nhau thì bạn làm cách nào để giải hòa? Ok, giờ viết đi. Rồi. 1, 2, 3. Tại vì anh rất là sợ bị bạn gái giận. Tại vì... Ý là có bạn gái để giận đúng không? Không, tại vì hồi xưa khi mà có bạn gái á thì rất là sợ bị người yêu hay là bạn gái giận. Tính ra là anh cảm thấy em giữ là tại vì anh nhát chứ không phải là em giữ đâu. Ừ thì anh nhát mà. Thì đó. Em thì nghĩ là em thấy đa số các cặp đôi xung quanh của em thấy họ cãi nhau xong em hỏi là thế hai người làm gì để giải gì gọi là giải buồn với nhau thì anh nói là rủ nhau đi ăn đi chơi, thì em nghĩ là rủ nhau đi ăn. Thế sau này hai mình cãi lộn mà rủ nhau đi ăn khoai lang. Không, ăn khoai lang không cần rủ. À. Em sẽ mời ăn qua nhà em luộc cho anh ăn. Em luộc cho anh ăn. À ok. Rồi câu tiếp theo, anh bóc đi. Ok. Trong bữa cơm gia đình thì bạn thích nhất món ăn gì? À, biết rồi. Ok. 1, 2, 3. Kim chi. Cơm ăn với kim chi được mọi người ạ. Không sao. Cơm với kim chi ăn với nhau rất là ngon. Đúng rồi, bên Hàn á là người ta khi mà người ta mới làm kim chi xong á thì người ta sẽ ăn cơm với kim chi không? Ờ. Thì nó rất là ngon. Gần đây anh cũng khá là thích ăn kim chi. Đúng hả? Ừ. Rồi, em bóc nha. Ừ. Nếu có con thì bạn thích sinh mấy bé? Cái này cũng đơn giản luôn, em sẽ ghi số không thôi. Một, hai, ba. Bảy á? Anh muốn một nhóm nhạc mini. Chắc gì con anh muốn theo nghề? Hả? Anh thì, đang ép buộc con anh đó. Thì không được 7 thì cũng phải được 5 đúng không? Mà không được 5 thì cũng phải được 4, 4 mới làm nhóm nhạc được mà. Thật ra là 2 cũng đúng, 2 là đúng với lại kế hoạch hóa gia đình và mọi gia đình sinh 2. Em thích 2 là tại vì là em nghĩ nếu mà em chỉ là một đứa con đơn á, em nghĩ chắc em buồn lắm. Em có chị 2 thì em cảm thấy đấy là một cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời em. Rồi, tiếp. Ê anh. Dài. Nếu có một ngôi nhà chung thì bạn sẽ muốn sơn nhà màu gì? Rồi. 1, 2, 3. Em biết màu beige không? Màu da. Màu giống màu da mình á, nó không phải trắng, không phải vàng mà nó kiểu màu da. À, anh biết màu đó rồi. À, anh thích màu xanh. Xanh gì? Xanh màu dương xanh... hay xanh lá? Xanh dương ấy. Màu đó cũng dễ thương. Ban đầu em tính là màu trắng nhưng mà em nghĩ là màu trắng sẽ rất là dơ nhà. Thì màu xanh này nhìn nhà mình sẽ có cảm giác yên bình ấy. Cậu cuối cùng là tay em ấy. Vào ngày kỷ niệm ngày cưới thì bạn muốn làm gì nhất? Vào ngày kỷ niệm ngày cưới. 1, 2, 3. Anh ra. Du lịch. Em nghĩ là kỷ niệm chắc là đi du lịch là vẫn là ok nhất nhỉ? Thật ra theo anh thấy á, những cái cặp đôi mà mới cưới nhau á, thường anh nghĩ là chỉ có được 3 năm đầu là được tận hưởng cái này thôi. 3 năm sau là phải dành, những năm sau đó là sẽ dành cho con cái. Có nghĩa là khi mà có con rồi thì cái chuyện đi du lịch nó cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Cũng đúng được một câu nha. Vợ chồng mình cũng đúng được một câu nha. 2, 3. Khi mà em trải nghiệm một ngày thử yêu cùng với anh Tùng trong chương trình 24 giờ thử yêu và bây giờ chuẩn bị bước vào giây phút quyết định thì em cảm thấy hơi run. Em cảm thấy anh Tùng
gọi là khá là chững chạc hơn so với những gì em nghĩ. Tại vì là trước giờ là anh em gặp nhau chỉ có cười đùa giỡn thôi, nên là không nghĩ là anh ấy kiểu cũng gọi là đối xử với em khá là dịu dàng, giống như hôm nay em là người yêu của anh một ngày thật vậy đó. Nên là em cảm thấy là khá là cảm động. Với vai trò là một người con trai thì Tùng nghĩ Hansara là một cô gái có vẻ xứng đáng để Tùng theo đuổi. Hello. Hello. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà anh với Sarah từ vị trí anh em từ xưa giờ chuyển qua làm người yêu một ngày. Nên là anh cũng có một cái idea về một cái đoạn rap nhỏ muốn tặng cho em. Thì coi như là một đoạn rap ngắn để kỷ niệm cái ngày đầu tiên và mình quen nhau. Ok, bắt đầu nha. Okay. 5, 6, 7. Yêu em và thương em cầm tay như ngày đó, vững bền như đá không thể cuốn theo mây gió. Yêu nhau bình yên nhưng không buồn phiền như cây cọ. Ở yên bên anh em không cần yêu đây đó. Và yêu thêm lần nữa, tìm lại phân nửa. Món quà lâm hoa anh đã để ở chân cửa. Sau cơn giông tố thì ắt hẳn sẽ tạnh mưa. Hẹn hò với anh vì em đã thích anh chưa. Ê. Cảm ơn anh. Hơi vấp. Thật sự thì Tùng cũng rất là lo lắng. Không biết là khi mà Sarah nghe được đoạn rap và nhận được cái món quà nhỏ nhỏ Tùng tặng ngày hôm nay, cũng coi như là một cái món quà để kỷ niệm cái ngày đầu tiên hai đứa quen nhau, nhưng mà không biết là phản ứng của Sarah xíu nữa sẽ như thế nào, cũng đang khá là lo lắng. Em có tặng một món quà nhỏ cho anh Sarah, đó là khoai lang, là cái món Sarah rất là thích ăn. Không, dễ thương mà. Chỉ có cái là em không dám nhìn vào mắt em thôi. Ừ, trước đến giờ vẫn thế. Ừ, ngại á. Hôm nay vui không? Có, vui. Có những cái kỷ niệm mà, tại vì là em làm gì có người yêu đâu, em làm gì có mấy cái kỷ niệm đó được. Thì anh đã giúp em có những cái kỷ niệm mà chắc là phải lâu sau này em mới có được. Ừ. Không như là em được trải nghiệm trước. Ừ. Nói chung là hôm nay rất là vui đối với anh. Wow. Okay. Willy xinh quá. Anh kêu à? Ừ, anh kêu ấy. Ừ, ok. Vậy là anh mời đúng không? Ừ, anh mời. À, anh có một cái món quà muốn tặng cho em. Ừ. Wow. Thông thường thì người ta sẽ tặng hoa và sô-cô-la, nhưng mà anh biết Sarah thích một cái khác ngoài sô-cô-la. Khoai lang. Sao anh dễ đoán quá vậy? Thiệt luôn á. Ý là em đoán đại thôi mà cũng dính được nữa. Rồi thì đúng rồi đó. Đây, hoa của em đây. Chúc mừng ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình. Wow. Thôi em có muốn mở quà ra xem không? Có. Ok, thôi mở quà ra xem nha. Em tò mò nó là khoai lang sống hay khoai lang luộc. Em đoán nha, khoai lang sống. Wow. Trời ơi, lại còn bó nữa. Đáng yêu mà. Dễ thương thật. Em sẽ để đây. À ok. Thực ra là anh cũng không có giỏi trong mấy cái việc lãng mạn ấy. Ừ. Thì thành ra là biết em thích cái gì thì em tặng cái đó thôi. Anh còn sợ em không thích hoa nữa. Thích hoa chứ. Hiếm khi nào mà được tặng hoa thật lắm. Đa số chỉ được tặng hoa giả. À, hoa giả đúng không? Hoa giấy. Ok, thì đây là cái buổi tối cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. À. Thì thôi thì anh em mình cứ... Quầy à? Cứ tận hưởng cho hết cái không khí làm người yêu hôm nay đi. Ok. Ừ, rồi sau đó như thế nào thì tí nữa tính. Ừ. Ok. Wow. Em thấy trong phim người ta hay làm vậy này. Wow, theo anh thì là ngày hôm nay anh với em trải qua 24 giờ như vậy thì anh thấy sao? Anh thấy vui. Anh thật thấy... là vui không? Hả? Thật sự là vui không? Thật sự vui. Trong mắt của Sarah thì anh sẽ còn thiếu điều gì để trở thành một cái kiểu bạn trai kiểu mẫu của Sarah? Em nghĩ là không có ai thiếu gì với ai hết. Ừ. Tại vì anh chỉ là anh thôi mà, còn em cũng chỉ là em thôi. Ừ. Vậy thì em có nghĩ tới một cái việc là ở một cái tương lai xa nào đó,
đến một lúc nào đó khi mà cả hai đã thật sự trưởng thành thì tụi mình có cơ hội không? Tụi mình có cơ hội không? Em không có muốn trả lời trước về tương lai. Tại vì mình đâu đoán trước được đâu, mình không phải thánh. Thì cũng có thể là có thể, có thể là không thể. Cứ để thời gian trả lời. Thôi, tự nhiên dùng bữa đi. Hôm nay vẫn là cái ngày, cho dù là đây là buổi cuối cùng rồi, nhưng mà mình vẫn chưa hết thời gian hẹn hò. Thì thôi thì mình cứ tìm hiểu sâu nhau xíu nữa. Thì em nghĩ em sẽ cưới một người như thế nào? Thật ra thì là em vẫn muốn không cưới. Giống em vẫn không có ý định cưới. Giống anh. Nhưng mà vì tất cả những người xung quanh của em nói là đến một lúc nào đó, cho dù là em có muốn hay không muốn thì em cũng sẽ bắt buộc phải lấy. Em nghe tất cả mọi người nói như vậy thì tại sao, có hơi vô lý không? Không, nhưng mà ý là nó có thể là vô lý, nhưng mà tất cả mọi người thân xung quanh mình đều góp ý vậy thì em nghĩ là cũng nên để tâm xíu. Ý là tại vì mình cũng, họ đều là người lớn hơn mình rồi, họ đã trải qua cuộc đời rồi nên là họ sẽ biết rõ hơn. Anh nghĩ là cái việc mà muốn với cả không muốn ấy thì nó đều xuất phát từ bản thân mình. Có nghĩa là có một cái câu như thế này nè, đừng có hối tiếc về những gì bạn đã làm. Vì chỉ ít ra cái điều mà bạn đã làm lúc đó đó, nó là quyết định của bạn, chứ không phải là quyết định của người khác. Thì tất nhiên là em không có ý nghĩa là em sẽ nghe người khác mà em phải cưới. Nhưng mà tại vì em thì em không có dự định là cưới, nhưng mà nếu mà được người xung quanh đều dặn dò như vậy thì em nghĩ là cũng phải nên để ý tới việc đó xíu. Thế thì anh hỏi anh, nếu mà em một người em sẽ chọn bắt buộc để cưới thì sẽ là một người có những yếu tố như thế nào? Em cũng không biết nữa, em chưa nghĩ tới khúc đó. Tại yêu đương còn chưa, còn xa quá đúng không? Bồ còn chưa có mà chưa gì tới nghĩ tới việc cưới thì sao? Em đang có bồ đấy, em đang có bồ đấy. Không biết là hôm nay, trừ hôm nay ra. Sao? Em có muốn hỏi gì về anh không? Anh, em có gần với gu người mà anh muốn cưới tương lai không? Thật ra gần đấy. Gần hả? Tại sao? Tương đối gần đấy. Tại vì em nghĩ là liên quan đến tính cách nhiều đúng không? Chứ thật ra thì em thấy xung quanh em nhiều gái xinh lắm. Ngoại hình là chắc chắn là em không bằng mấy người đấy rồi. Tính cách thì đúng là em chuẩn 100% rồi đấy. Tại vì em có thể biết là tiếp xúc với anh bao năm vừa rồi thì em có thể biết là anh là một người chưa muốn lớn vội. Đúng. Có nghĩa là người ta hay nói là cuộc đời con người thường có 60 năm. Thì anh sẽ dành chọn đủ 20 năm đầu để anh chơi. 20 năm tiếp theo anh làm việc. Và 20 năm cuối cùng anh sẽ nghỉ ngơi. Thì tính của anh bây giờ vẫn là một cái tính, một cái người chưa muốn lớn, chưa muốn trưởng thành lắm. Tại vì chưa tới lúc. Và anh muốn có một người bạn gái, người vợ mà có thể rồi sao ta, hơi gọi là hơi chuẩn hơn anh tí thôi để có thể cân bằng được mọi thứ xung quanh anh. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà anh qua giai đoạn tiếp theo thì anh có thể che chở được người đó được, nhưng mà quan trọng là người đó có đủ cái sự kiên nhẫn để mà bước theo anh ở những bước đầu hay không. Vậy thì lúc kết lại sau cái buổi hẹn hò ngày hôm nay thì anh cũng cảm ơn Sarah vì đã cho anh một ngày rất là tuyệt vời. Một ngày mà lâu lắm mà anh cũng không có người yêu, cũng biết cảm giác có người yêu như nào. Đi ăn nó như nào. Anh cũng không ngờ là em nữa. Thì rất cảm ơn Sarah. Và quyết định của anh lúc này là, thật sự thì Han Sarah là một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương. Tùng nghĩ là bất cứ chàng trai nào ở độ tuổi của Tùng hoặc là nhỏ hơn Tùng, nói chung là ở cái độ tuổi mà dễ tiếp cận với Han Sarah sẽ đều sẽ thích cô gái này. Nhưng đối với riêng Tùng thì Tùng nghĩ là do là Tùng đã biết Han Sarah quá lâu rồi, nên là phải chi là Tùng vừa mới gặp Sarah thì chắc là Tùng sẽ hết mình theo đuổi Sarah ấy. Nhưng mà này thì do anh em đã hoạt động với nhau quá lâu rồi nên là nó cũng còn một chút gì đó gọi là tình anh em hơn là tình cảm trai gái. Tình cảm của em dành cho anh Tùng thì vẫn như vậy thôi. Chắc là tụi em trong tình trạng là 4 năm là anh em với nhau rồi, để mà bây giờ bảo là có tình cảm liền trong một ngày thì em cảm thấy là khá là khó khăn cho cả em và anh Tùng. Thì nhưng mà tại vì từ trước đến giờ em vẫn quý anh Tùng giống như là anh ruột của em, nên là tình cảm em dành cho anh Tùng vẫn như thế.
cái đối tác rất là tốt trong công việc. Đúng. Ok không? Đúng. Đồng ý. 100%. Ôm nhau cái nhé. Ok. Ok.